Các bạn thấy con cá dồ không? Con này là không phải là con cá dồ nuôi, cũng phải là con cá dồ ở trong hầm nữa. Con này là con cá dồ đếm, cái tên nó vậy đó. Con này người ta chạy ghê, người ta bắt được nè, mình mua chứ mình không có bắt được. Thì con cá dồ đếm để phân biệt nó là nó có cái đốm đen này nè, hai bên luôn, hai bên đều có hai đốm đen, là kêu bằng cá dồ đếm á. Dồ đốm, dồ đếm á, đọc chạy chạy nó viết thành cái tên nó vậy luôn. Cá này chừng ký lô à. Thì nay sẽ làm món cá dồ này nướng. Thì nướng như thế nào rồi các bạn cùng xem á. Món này cũng độc lạ nè, mà ăn cũng rất là ngon á, hấp dẫn lắm. Con cá sau khi mà mình mần sạch ra rồi á, thì bây giờ mình thái ra lấy cái file hai bên thôi. Làm cái món nướng này thì không phải là cắt nguyên khúc khúc ra nướng, mà mình chỉ lấy file cá thôi. Này mẹ mình cắt cá rồi nè. Con cá này thì nó được cái là nó ít mỡ, chứ cá dồ đếm này thì nó cũng mỡ nhiều lắm, mà sao được con này nó bụng nó ít mỡ nè. Cái dồ đếm thì nó không có dài, nó không có giống như mấy con cá dồ kia, nó tròn tròn nhìn nó tiếu lắm. Đó, lấy ra phần thịt nè. Quá ngon. Sau khi mà mình phi lê ra được hai miếng thịt rồi đó, giờ mình bắt đầu cắt mỏng ra. Đó, cắt mỏng ra vậy đó nè. Cái miếng thịt mình sắc ra như vậy nè, để cho nó mỏng dễ thấm gia vị, với lại nó mau chín nữa. Nhìn giống như là làm cá sushi bên Nhật ha. Nhưng mà cá này sushi ăn dám ăn tôi mới sợ á. Giờ mình cắt cái gì đó mình đem ướp. Mình thấy mẹ làm cá cũng hấp dẫn quá các bạn, nhìn cũng giống như thợ chuyên nghiệp chứ bộ. Cá này ăn thịt ngon lắm, cái phần xương với cái đầu để mình nấu canh chua ăn, chứ mình nướng ăn thì nó không ngon. Nãy giờ thấy con cá ra được bao nhiêu đây thịt nè các bạn, cũng nhiều lắm nè. Như đây là nướng là ăn là đã luôn. Giờ mình bắt đầu ướp nó. Thì ướp một chút xíu màu đều cho nó lên màu đẹp. Đó, như đó là được rồi. Với lại một chút xíu sa tế đi cho nó cay cay thơm thơm. Rồi, như đó thôi. Với lại hạt nêm 2 muỗng đi. Với hành phi. Hành phi tỏi phi á. Cho nó thơm với lại nó bớt cái mùi cá. Mà cá này cũng không có mùi gì. Rồi vậy là được rồi. Trộn đều lên ướp khoảng chừng 15 phút nửa tiếng vậy đó. Rồi mình đem đi nướng.
ướp thôi là đã nghe mùi thơm rồi, một lát nướng nữa thì chịu gì nổi. Ướp màu đều vậy cho nó lên màu đẹp nè. Có sa tế nữa, cay cay nữa. Rồi để đi ướp cho nó thấm. Giờ trong thời gian chờ đợi nó thấm thì mình đi hái lá cách. Thì cái lá cách này mình đã làm nhiều cái video có cái lá cách rồi, cho nên các bạn cũng biết hết rồi. Thì không có gì mới mẻ hết. Mình hái, mình rửa sạch, mình lặt ra, lát mình đem nướng luôn. Cuốn mà nướng. Cá mình ướp nãy giờ nó thấm rồi nè các bạn. Nãy giờ đi kiếm lá cách cũng có rồi, chuẩn bị xong hết rồi. Giờ đem ra ngoài vườn đốt lửa lên nướng thôi. Ngoài vườn cây mát mẻ, có dăng cái võng nè. Trưa ở đây nằm ngủ đã lắm. Giờ đốt than lên thôi. Vừa nướng, vừa đốt than. Rồi đợi than cho nó cháy. Mình cuốn luôn. Làm ngay tại đây. Cái bếp lửa của mình nó cháy rồi. Bây giờ mình bẻ vài cọng lá dừa đi để mình xỏ cái cuốn của mình. Bẻ tức chừng 3-4 cọng thì được rồi. Cũng không có nhiều cuốn. Rồi. Chuốt ra đi, chuốt ra đi tức. Để đi chặt cái tàu lá chuối. Chặt tàu lá chuối mình lót rồi mình cuốn nó. Này giờ có ăn món này chưa? Món này nè. Chưa bao giờ ăn. Thật sự là cái món này là cũng có nhiều bạn cũng chưa có ăn bao giờ đâu. Món cá dồ cuốn lá cách nè, nướng nè. Món này nó rất là lạ, rất là độc đáo. Mà ăn thì nó ngon lắm. Cái món này mình đã ăn rồi, là của mấy người người ta đi chở cá, chở cá tra ta bắt ta đi. Cá tra xuất khẩu người ta mua về trong lúc mà người ta chở về á, mấy người mà đi bắt cá người ta hay làm món này ta ăn nè, ăn cho nó không có ngán mà nó ngon nữa. Thấy hấp dẫn quá cho nên là học làm món này, rất là đơn giản mà ăn rất là ngon. Cắt ra một khúc khoảng chừng vừa vừa cuốn thôi, tức chừng 2 phân 3 phân được rồi đó. Cắt cọng dừa ra khúc khúc gì đó để mình xiên từng xiên. Nếu như mà có cây xiên que thì các bạn xiên nguyên một sâu luôn cũng được nữa, vậy cho nó nhanh. Rồi bây giờ là tới cái công đoạn quan trọng là cuốn cá này. Thao cá ướp nãy giờ thấm mà thơm quá trời thơm, thì nó không có bị ra nước gì chân á. Nè, để mình gấp một miếng cá coi. Đó, với lại thêm một miếng nữa. Đó, 2 miếng thôi. Nhiều quá nướng nó lâu chín. Giờ quấn lại. Đó, rồi lâm cộng ra cộng dừa xỏ ngang cố định lại. Ý, xỏ chúng vàng cá
Rồi vậy cũng được rồi. Tiếp tục vừa xỏ vừa cắt cây. Các bạn mà muốn ăn thịt con cá cha cá giò này nè mà cho nó không có ngán á thì làm món này nè, ăn nó ngon. Rồi lát mình chấm với tương ớt. Món này chấm với tương ớt ăn ngon lắm. Đó. Dài dài chút nữa tướng ơi. Dài đi cho nó khỏi xúc. Rồi tiếp tục cuốn thôi cho nó hết. Nãy giờ cũng được mớ rồi nè, cũng xong rồi thì than cũng muốn được rồi. Em tôi nó mệt rồi, nó nằm rồi. Tháng này là tháng nắng, không khí nóng nực dữ lắm, ở trong nhà chịu không nổi đâu, ra ngoài vườn văng võng ngoài vườn rồi nè, trốn nắng, ra ngoài đây văng võng ngủ thì rất là mát nhưng mà cũng hơi nguy hiểm. Sợ có mấy trái dừa nè, dừa khô rồi này kia nó rụng. Nhưng mà về quê thì nằm võng ngoài vườn thì ngủ thì thích lắm. Giờ nướng thôi. Ngồi trên gió đi, để ngồi gió nóng lắm. Để cuốn lên nướng thôi. Có bạn nào đã từng thưởng thức qua món này chưa? Nếu như mà chưa thì các bạn có thể làm món này ăn cũng ngon lắm. Thì kênh của mình á, bên cạnh những cái món ăn mà truyền thống dân dã vậy đó thì mình cũng luôn suy nghĩ ra những cái món ăn mới độc đáo và lạ để cho các bạn xem nó có nhiều điều thú vị hơn. Và các bạn có thể làm theo những món ăn này nó rất là ngon. Có một con cá mà cũng được nhiều cuốn quá trời nè. Mấy người mà đi ghe cá đó đó, người ta ăn cá mà người ta ngán rồi, người ta tìm ra những cái món lạ lạ vậy nè, ta ăn cho đỡ ngán đó. Nãy giờ 5 phút lửa cao quá cho nên mình hạ xuống rồi cho nó nhanh chín. Này cũng giống như là nướng bò vậy đó, nướng hồi là mở con cá nó chảy ra là nó ướt cái lá không bị khô. Nóng quá. Mùi bắt đầu thơm rồi đó các bạn. Cái này nướng, mấy món nướng này á, mình ngồi mình nướng trên gió là mấy người dưới gió khổ lắm. Nghe mùi chịu không nổi. Tiếng mở cá nhiễu xuống xèo xèo. Nhìn thấy các bạn có bị kích thích không? Hấp dẫn lắm các bạn ơi.
Cái này nói không thì không ai tin. Phải có người ngồi đây nè. Có các bạn xem á, các bạn có dịp ngồi đây nè. Mình làm cho các bạn ăn thử á. Các bạn sẽ tin liền chứ gì. Đó, nhìn kích thích không? Rất là ngon. Mùi là thấy thơm rồi. Để mình thử một cuốn coi. Hương vị thế nào? Giờ để gấp cái đợt đầu ra nó chín hết rồi. Thì cái lá cây mà mình nướng lên thì nó phải cháy cháy. Nhưng mà mình nướng cái bằng cái lá cách này nè. Thì cái lá ngoài thì nó hơi khô. Nhưng mà thịt ở trong thì nó mềm ngọt lắm. Lá cách nó có vị đắng nữa. Mình ăn nó đỡ ngán. Gấp đợt đầu ra thôi, chín hết rồi. Đây là một dĩa đầu tiên đó. Gỡ gỡ mấy cái đen đen này ra nè. Giòn lắm. Để thưởng thức coi. Bây giờ để mình thưởng thức thử cho các bạn xem. Đây, giờ mình gỡ cái cọng dừa ra. Nè. Đó. Cái lá nó dính lại luôn. Bẻ luôn nha các bạn. Nè. Ở bên trong thì thịt cá chín nó mềm, nó không bị khô. Nó chín rồi đó. Rất là thơm. Đó. Cá chín mới mới đứt. Xé mới đứt ra, còn cá không chín là không đứt. Mà có nhiều người ngộ lắm nha. Xem video của tôi á. Mình làm đồ ăn. Nhưng mà vô cứ nói là đồ ăn còn sống. Thì mình làm đồ ăn để mình ăn, mình nếu mà mình làm mấy chục món rồi, mấy chục cái video rồi. Nếu mà ăn đồ ăn sống riết rồi bây giờ đâu còn cái cơ hội để làm cho các bạn xem nữa. Cứ tối ngày ăn nói đồ ăn sống không à. Ăn đồ ăn sống riết thì chắc thành người gừng quá. Đó. Bây giờ chấm một miếng tương ớt nè. Cay cay ha. Không lấy nét được ha. Ok bỏ đi. Rồi chấm một miếng tương ớt cay cay. Đã đến ngay. Để thử không chấm rồi nó ngon không nha. Thịt con cá nó không bị khô. Nãy mình ướp nó cay nữa. Chấm tương ớt nó cũng cay nữa. Mà nó thơm sa tế rồi này kia nè. Đó. Thử đi. Ăn thử đi. Thấy sao? Rất là ngon. Lần đầu tiên ăn cái món cá mà nó lạ vậy luôn á. Ngon không? Ngon. Thịt cá dầu đém á, ăn nó rất là ngon. Nó là cá tự nhiên. Con cá này là cá tự nhiên nè. Nó ít mỡ. Vậy vậy các bạn thấy nướng nó đâu có ra nhiều mỡ đâu. Nó khô khô rồi đó. Chứ gặp cá dầu nuôi là mỡ nãy giờ là ngập luôn, tắt lửa luôn á. Cuốn cá dễ khắc à, đã lắm. Chấm một miếng tương ớt. Quá đã. Nó ngon hơn là cá dồ mình nấu canh hay là mình kho gì nhiều. Chiên ăn là không bằng đâu. Nướng nó thơm hơn nhiều. Cái vị lá cách á, nó hơi đắng đắng. Bản thân nó cách là nó đắng đắng. Mình nướng với cá này ăn nó kết hợp nó không có bị ngán. Rất là ngon. Đã quá các bạn ơi.
Để mình nướng xong cái dĩa này nữa mình đem vô cho cả gia đình mình thưởng thức. Đây chỉ là thử vài miếng trước, review lại cho các bạn xem. Review món ăn tự làm quá đã. Nhìn thì không có gì hấp dẫn đâu, chỉ nhìn thấy chảy nước miếng thôi chứ không có gì hấp dẫn đâu, nhưng mà ăn vô thì thôi còn dữ nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình á. Nếu mà thấy thích á thì nhớ đăng ký kênh của mình để xem thêm. Nhờ sự đăng ký của các bạn mà mình có động lực để làm thêm nhiều video khác nữa. Cảm ơn các bạn đã xem ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào các bạn. Đã quá. Không hề bị tanh. Rất là ngon. Dĩa này hết trong nhanh chóng. Nằm im chờ đợi.